Ngọc Thơ Thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mối nguy tiềm ẩn từ trí tuệ nhân tạo. Ngày 2 tháng 5 BBC tiếng Việt có bài cha đỡ đầu của AI cảnh báo về mối đe dọa từ chatbot sau khi nghỉ việc ở Google. Theo đó, ông Geoffrey Hinton, nhà khoa học máy tính được mệnh danh là cha đỡ đầu của trí tuệ nhân tạo đã nghỉ việc và đưa ra cảnh báo về những mối nguy hiểm ngày càng gia tăng từ những phát triển trong lĩnh vực này hình ảnh bài trên BBC. BBC cho biết tuyên bố từ chức ở Google trong một lá thư gửi cho New York Times. Ông Hinton 75 tuổi cho biết giờ đây ông rất hối hận về công việc của mình. Trao đổi với BBC, nhà khoa học cho biết một số nguy cơ của chatbot AI khá đáng sợ. Ngay bây giờ tôi có thể nói chúng không thông minh hơn chúng ta, nhưng tôi nghĩ sẽ sớm thôi nghiên cứu tiên phong của tiến sĩ Hinton về học sâu và mạng lưới neuron đã mở đường cho các hệ thống AI hiện tại như ChatGPT. Nhưng nhà tâm lý học nhận thức khiêm nhà khoa học máy tính người Canada gốc Anh nói với BBC rằng chatbot có thể sớm vượt qua mức độ thông minh mà bộ não con người nắm giữ. Ngay bây giờ, những gì chúng ta thấy là những thứ mà GPT-4 vượt một người về lượng kiến thức chung và lấn át hẳn họ về chặng đường dài về mặt lý luận nó không tốt bằng nhưng nó đã thực hiện được những suy luận đơn giản và với tốc độ tiến bộ chúng tôi dự trù mọi thứ sẽ cải thiện khá nhanh. Vì vậy chúng ta cần phải lo lắng về điều đó. Trong một bài báo trên New York Times, tiến sĩ Hinton đã đề cập đến những kẻ xấu, những người mà sẽ cố gắng sử dụng AI cho những điều xấu. Khi được BBC yêu cầu phân giải thêm về điều này, ông đáp, đây chỉ là một tình huống xấu nhất một tình huống ác mộng quý vị có thể tưởng tượng ví dụ như một số kẻ xấu như tổng thống nga vladimir putin đã quyết định trao cho chatbot robot khả năng tạo ra những mục tiêu con của chúng nhà khoa học cảnh báo rằng điều này cuối cùng có thể tạo ra các mục tiêu con như tôi cần có thêm quyền lực hình ảnh giao diện của chat gpt ông nói thêm tôi đã đi đến kết luận rằng loại trí thông minh mà chúng ta đang phát triển rất khác với loại trí thông minh mà chúng ta có. Chúng ta là những hệ thống sinh học, còn đây là những hệ thống kỹ thuật số. Và sự khác biệt lớn là đối với hệ thống kỹ thuật số, quý vị có nhiều bản sao của cùng một bộ trọng lượng, cùng một mô hình thế giới và tất cả những bản sao này có thể học mọi thứ một cách riêng biệt nhưng chia sẻ kiến thức với nhau tức thì. Vì vậy, giống như bạn có 10.000 người và bất cứ khi nào một người học được điều gì đó, mọi người sẽ tự động hiểu điều đó. Và đó là cách những chatbot này có thể hiểu biết vượt xa hơn bất kỳ con người nào. Tiến sĩ Hinton cũng cho biết có một số lý do khác để nghỉ việc. Một là tôi đã 75 tuổi, vì vậy tôi đã đến lúc nghỉ hưu. Điều nữa là tôi thực sự muốn nói một điều tốt đẹp về Google, mà nó sẽ đáng tin hơn nếu tôi không còn làm việc ở Google. Ông nhấn mạnh rằng ông không muốn chỉ trích Google và gã khổng lồ công nghệ đã rất có trách nhiệm. Trong một tuyên bố, nhà khoa học, lãnh đạo của Google, Jeff Dean, cho biết chúng tôi vẫn cam kết thực hiện một cách tiếp cận có trách nhiệm đối với AI. Chúng tôi không ngừng học hỏi để hiểu những rủi ro mới nổi cộm, đồng thời cũng mạnh dạng đổi mới. Trước đây, vào năm 2020, BBC từng đăng bài cảnh cáo trí tuệ nhân tạo sẽ biến cả loài người thành nô lệ của độc tài. Theo đó, Nick Bostrom, giám đốc viện FHI thuộc Đại học Oxford đã đưa ra giả thuyết về một chính phủ toàn cầu với một cơ quan ra quyết định duy nhất ở cấp cao nhất có thể trở thành hiện thực nếu cơ quan đó có được sự dẫn đầu mang tính quyết định nhờ vào đột phá công nghệ trong trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ nano phân tử sau khi lên nắm quyền nó sẽ kiểm soát những tiến bộ công nghệ nhằm ngăn chặn những thách thức từ bên trong, chẳng hạn như giám sát hay vũ khí tự động và với sự độc chiếm quyền hành này nó sẽ ổn định vĩnh viễn nếu cơ quan đơn nhất mang tính toàn trị cuộc sống sẽ thật ảm đạm. quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo .d với bản tin mối nguy tiềm ẩn từ trí tuệ nhân tạo đảng không thể ngăn được xu hướng dân chủ Ngày 30 tháng 4, AFA tiếng Việt có bài Chính quyền Việt Nam 48 năm vẫn cầm quyền như lực lượng chiếm đóng của tác giả quốc phương, hình ảnh bài trên AFA. Bài viết dẫn lời ông Nguyễn Gia Kiển, người từng giữ hàm Thứ trưởng Bộ Kinh tế Việt Nam Cộng Hòa cho đến ngày 30 tháng 4 1975, cho rằng chính quyền Cộng sản ứng xử như một lực lượng chiếm đóng tất cả những chức vụ dù là rất nhỏ như phó phòng, như hạ sĩ quan, đều chỉ dành cho người cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam có bao nhiêu người? Tôi nghĩ là họ có 5 triệu đảng viên, nhưng mà thực ra nếu bỏ ra những vị đã về hưu rồi thì còn lại khoảng 3 triệu đảng viên. Họ là một thành phần rất nhỏ nhưng mà họ chiếm lĩnh hết. Vậy thì chúng ta có một thành phần trí thức trẻ có hiểu biết, đã rũ bỏ được văn hóa nhân sĩ của khổng giáo, thành phần có kiến thức, có khả năng. Rất nhiều anh em bây giờ đi du học tại Âu châu hoặc du học tại Mỹ họ có những kiến thức dân chủ và tự do nhưng họ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Nếu Đảng Cộng sản và những người cộng sản Việt Nam không ý thức được điều đó, nó có thể là một trái bom nổ chậm và sẽ không tránh khỏi thảm kịch đã xảy ra ở Romania, thảm kịch ở Indonesia. IFA nhắc lại tại Romania vào tháng 12 năm 1989, chính phủ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Romania khi đó, ông Nicolae Ceausescu, bị lật đổ bởi một cuộc đảo chính. Ông Ceausescu và vợ là Elena đã trốn khỏi thủ đô bằng trực thăng, nhưng họ đã bị quân đội bắt giữ và bị kết án với hình phạt cao nhất là tử hình. Còn tại Indonesia giai đoạn 1965-1966 đã diễn ra một cuộc thanh trừng chống cộng sản sau một cuộc đảo chính không thành ở thủ đô Jakarta. Sự kiện này dẫn đến một trật tự mới trong đó đảng cộng sản indonesia đã bị loại bỏ ông nguyễn gia kiển trên quan điểm cá nhân nói tiếp chúng ta phải cố gắng một mặt phải giảng giải để cho các anh em cộng sản hiểu rằng tương lai nào bắt buộc phải có đối với việt nam và mặt khác chúng ta phải giải thích cho những người tự coi là nạn nhân của chế độ hiểu rằng nếu chúng ta tiếp tục trên tinh thần thù hận chúng ta sẽ còn tiếp tục là nạn nhân nữa con đường và lối thoát duy nhất là lối thoát của sự quảng đại, của tình cảm dân tộc, của tình anh em. Hình ảnh lực lượng an ninh Việt Nam ngăn cấm người dân chụp hình nhạy cảm. Đồng thời, ông Kiển cho rằng phong trào lớn nhất trong đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay là phong trào hướng về dân chủ. Và tự diễn biến, tự chuyển hóa chính là một cụm từ để chỉ những người có khuynh hướng dân chủ. Họ không thể ngăn cản phong trào và tâm lý tự diễn biến, tự chuyển hóa được đâu. Và trong số 25.000 người mà bị quy là tự diễn biến, tự chuyển hóa đó, phải có những người trong đó mà có tư tưởng, tức là những người trung cao cấp mà như thế. Đánh giá về việc Việt Nam đã sẵn sàng hay chưa cho một sự đổi thay hay cải tổ triệt để thể chế chính trị xã hội, ông Kiển nói vụ xử Nguyễn Lân Thắng 6 năm tù giam cho thấy chế độ này còn tàn bạo, còn dữ dằn lắm. Nhưng mà thực ra nếu chúng ta bình tĩnh nghĩ lại, nhìn lại toàn cảnh của đất nước chúng ta sẽ thấy rằng dân chủ hóa là không xa và tôi nghĩ hạn kỳ dân chủ là tương đối gần tất cả vấn đề là tất cả chúng ta có quyết tâm hay không mà thôi mà nếu chúng ta chủ trương phải dân chủ hóa trong tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc bằng đường lối gạt bỏ tất cả những âm mưu những ý tưởng về bạo lực có thể hạn kỳ dân chủ sẽ là rất gần và không những chỉ gần mà nó còn đẹp nữa Ông Nguyễn Gia Kiển là người thành lập tổ chức chủ trương đối thoại chính trị đa nguyên bất bạo động mang tên là tập hợp dân chủ đa nguyên. Ông là tác giả của cuốn sách chính luận bằng tiếng Việt Tổ quốc ăn năn, nghĩ lại đất nước trên ngưỡng cửa một thế kỷ và một thiên niên kỷ mới. Paris 2004. Năm 2015, ông cũng tham gia chấp bút cho một cuốn sách khác có tựa đề là Khai sáng kỷ nguyên thứ hai, dự án chính trị dân chủ đa nguyên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Đảng không thể ngăn được xu hướng dân chủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d